nhận làm dạng cơ bản thứ ba ha. Với cái hàng thứ nhất này mình sẽ gồm có là 6 cái mũi móc đơn dành cho Magic Screen. 6 mũi móc đơn. Dạng thứ ba, hàng đầu tiên bạn sẽ làm cho tôi một cái Magic Screen với 6 mũi móc đơn. Và Magic String gồm 6 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, kéo hơi hơi lại thôi ha, không cần kéo chặt. Và kết thúc cái Magic String này bằng một mũi trượt. Sau đó bạn móc lên một bính cho mình. Hàng thứ hai, bạn sẽ thực hiện mũi tăng trên một chân. Bạn sẽ làm mỗi chân bạn sẽ làm một cái mũi tăng lặp đi lặp lại 6 lần. Bạn sẽ được 12 mũi móc đơn ở cái hàng thứ hai này. Với 6 cái chân này bạn sẽ thực hiện là mũi tăng cho từng chân. Đánh dấu cái chân đầu tiên nhé. Mũi tăng cho từng chân, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn trên cùng một chân. Chân kế tiếp bạn cũng thực hiện 2 mũi móc đơn trên cùng một chân, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn. Những chân còn lại bạn cũng thực hiện giống y chang những chân đầu. Và kết thúc cái vòng này bằng một mũi trượt. Ừ.
Giờ bạn thực hiện đến cái hàng thứ ba là một mũi đơn, kế tiếp là một mũi tăng, lặp đi lặp lại 6 lần và bạn sẽ được 18 mũi móc đơn trên cái hàng thứ ba này. Đánh dấu chân đầu tiên. Một mũi đơn ở cái chân đầu tiên này, bạn sẽ thực hiện là một mũi đơn chân kế tiếp, bạn sẽ thực hiện là hai mũi đơn trên cùng một chân. Một mũi đơn kế tiếp, hai mũi đơn trên cùng một chân, một mũi đơn nè, hai mũi đơn. Kế tiếp là bạn thực hiện lặp lại như bước ban đầu, một đơn một tăng ha. Một đơn kế tiếp là một tăng, gồm hai mũi đơn trên cùng một chân. Xong rồi bạn gỡ cái phần đánh dấu này, gỡ cái phần đánh dấu này ra. Kết thúc cái hàng thứ ba này bằng một cái mũi trượt. Hàng thứ tư. Hàng thứ tư này bạn sẽ thực hiện là hai mũi đơn, một mũi tăng, lặp lại 6 lần, sẽ có 24 mũi đơn trên hàng thứ tư này. Rồi, đánh dấu hàng thứ nhất. Đánh dấu cái hàng thứ nhất nhé. Rồi bắt đầu là bạn sẽ thực hiện hai mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn, hai mũi đơn, và mũi thứ ba sẽ là mũi tăng, gồm hai mũi đơn trên cùng một chân. Một mũi đơn, hai mũi đơn, mũi thứ ba sẽ là mũi tăng, gồm hai mũi đơn trên cùng một chân. Lặp lại. Lặp lại cho những chân cuối cùng này ha, hết ha. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Mũi thứ ba sẽ là mũi tăng.
Rồi bây giờ là gỡ cái đánh dấu này ra. Kết thúc hàng thứ tư bằng một mũi trượt. Hàng thứ năm này bạn sẽ thực hiện là ba chân đầu tiên là ba mũi đơn và chân thứ tư sẽ là một mũi tăng. Lặp đi lặp lại 6 lần. Cứ ba mũi đơn, một mũi tăng. Ta sẽ được 30 mũi đơn trên hàng thứ năm này. Đánh dấu chân thứ nhất. Ok rồi. Đây. Đánh dấu chân thứ nhất nhé. Rồi. 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. 3 mũi đơn. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. Và mũi này là mũi thứ tư sẽ là mũi tăng. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn trên cùng một chân. Bắt đầu lặp lại. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. Mũi thứ tư sẽ là mũi tăng. Gồm 2 mũi đơn trên cùng một chân. Bạn sẽ làm hết phần này giống như bước bên đây. Một mũi đơn. Hai mũi đơn. Ba mũi đơn. Một mũi tăng. Kết thúc bằng một mũi trượt. Mình đã xong 5 hàng rồi nhé. Nhìn bạn sẽ thấy rằng là sao? Siết lại cái magic ring này nhé. Rồi bạn sẽ thấy như thế nào? Độ mo của nó. Thấy cái độ mo của nó sẽ là mo hơn. Mo hơn so với cái dạng 2 với 7 cái mũi đơn. Nhìn đây ha, mình so sánh ha. Cái dạng 2 này, cái dạng 2 là mình nhìn dạng 2 này sẽ lớn hơn nè, lớn hơn cái dạng thứ 3, nhưng nó sẽ không có mo bằng cái dạng thứ 3. Cái dạng thứ 3 này nè, độ mo nó sẽ mo nhiều hơn. Thấy không? Bạn nhìn nè. Cái dạng thứ 3 với 6 mũi móc đơn ở cái vòng magic ring thì bạn sẽ thấy độ mo của nó nhiều hơn. Cái số mũi ở vòng magic ring càng nhỏ thì nó có độ mo càng nhiều. Còn về sau nữa thì bạn sẽ học dạng 4, dạng 5 thì nó sẽ hơi nhọn nhọn. Còn giờ này là từ lúc mà nó là dạng phẳng. Dạng phẳng. Dạng 1 là dạng phẳng. Mình thấy ha, dạng 1 là dạng phẳng.
không có mò. Nhưng mà đến dạng thứ hai này, nhưng một vòng nó cũng lớn hơn nữa, 8 mũi móc đơn nó sẽ rộng và bự hơn so với 7 mũi móc đơn ha. Nè, nhưng mà so độ mo thì cái magic string với mũi móc đơn càng nhỏ thì độ mo càng nhiều. Đây, thẳng, cái phần này là thẳng phẳng ra luôn, còn cái này là hơi mo, cái này là hơi mo ha, này mo nhiều hơn nè. Đây là dạng mà 6 mũi móc đơn, còn dạng này là 7 mũi móc đơn, dạng này là 8 mũi móc đơn ở magic string. Bạn nhìn vô là khác hẳn ha.